Tiếp tục quay trở lại với con game Hyper Survey Legion, một con game đa vũ trụ anime, lấy cốt cách từ con game chủ đề về cái gì nhỉ? Về cái gì mà VNG vừa rồi đóng cửa đấy, quên bén tên mất rồi. Nhiều anh em bảo như thế mà mình xem lại gameplay mình thấy tương tự như vậy. À, Quyền Vương Chiến đấy anh em ạ. Quyền Vương ấy, con game Quyền Vương ấy. Rồi, như thế thì con game này nó lại đa vũ trụ anime và nó chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp nhất với anime anh em nhé. Ok, và video ngày hôm nay thì như tiêu đề thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi con game này đối với những người mới. Con game này trước đó thì có cái bản tiếng Trung thì mình cũng đã chơi dài phết. Hôm nay nó ra bản tiếng Anh thì video cái tải đã có rồi, anh có thể theo dõi lại. Tiếng Anh thì nó sẽ dễ chơi hơn so với bản tiếng Trung. Và tiếng Anh này nó sẽ dịch thuật dễ dàng hơn. Thì con game này chơi ra sao, chơi như thế nào? Hôm nay là sang ngày thứ hai rồi anh em. Ngày hôm qua thì mình cày nó không được đầy đủ nên là sáng ngày hôm nay vẫn phải vào để mà nhận lại những cái phần còn thiếu em nhé. Về đầu tiên là chúng ta sẽ tập trung chủ yếu là đi ải cho mình thôi. Game này thì hiện tại đang có hai loại ải, ải khó và ải thường. Thế anh em tập trung đi ải cho mình và lưu ý là khi mà đi ải nha thì nó sẽ có những cái vật phẩm ẩn ở trên cái map của chúng ta và anh em có thể là click vào đó để nhận cho mình những cái vật phẩm ẩn đó anh em ạ. Đấy, những cái vật phẩm ẩn ở trên map ấy, ví dụ như nó có những cái chữ màu vàng, rồi nó có những cái nhân vật xuất hiện ở màn hình, rồi là nó có những cái chậu hoa, rồi là hạt giống anh em có thể là trồng vào nhận quà. Đấy, thì ở cái ải chúng ta nó sẽ có những cái quà ẩn. Và lưu ý là khi mà chúng ta hoàn thành được cái ải nó sẽ cho anh em khá là nhiều quà nha. Ngoài cái quà ở những cái rương ở trên trận đấu của chúng ta, trên là ải chúng ta thì nó sẽ có thêm những cái phần quà tặng nữa. Quà tặng em ạ. Và thêm vào nữa là con game này nó cũng sẽ có combo ẩn theo ngày. Nó sẽ có combo ẩn theo ngày em nhé. Và khi mà chúng ta hoàn thành được cái combo ẩn trong ngày đó thì chúng ta nhận được quà. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Nhiều anh em thắc mắc về cái vấn đề gacha, đó là có những cái câu hỏi là dùng kim cương để gacha thường ở đây hay không. Thì câu trả lời đương nhiên là không. Chúng ta sẽ có nhận được rất nhiều những cái vé free, cho rất nhiều vé free nha anh em. Nên là chúng ta có thể là sử dụng toàn bộ những cái vé free đó để gacha. Nếu như mà ví dụ ở đây anh em đang bí đấy mà muốn gacha ở đây đang có 8 vé đúng không? Thì chúng ta sẽ tốn thêm 400 kim cương nữa để mà mua thêm 2 vé và gacha được một lần x10. Thì anh em cũng có thể là dùng cái kim cương đó để mà mua lốt cái số vé còn lại để mà gacha. Tuy thế thì nó cũng không phải là một cái phần mà mình khuyên anh em dùng. Anh em cứ gacha bằng những cái vé free cho rất nhiều sự kiện và hoạt động của game nó cho mà anh em. Nên là anh em có thể là tích cái số lượng kim cương để mà gacha ở những cái banner limit. Con game Quyền Vương Chiến nó có như thế nào thì con game này cũng tương tự như vậy, nhất là ở cái vấn đề đó là gacha banner limit anh em nhé. Nên anh em cứ tích cho mình cái số lượng kim cương, đừng có xả quá là vô tội vạ. Kim cương này chúng ta chủ yếu là mua thể lực cho mình full thôi. Nhớ cho mình là mua thể lực full cho mình. Ngoài ra thì cũng dành cho mình một lần để mà mua vàng với 50 kim cương để mà hoàn thành cái nhiệm vụ em nhé. Về phần nhân vật thì chúng ta sẽ nâng cấp những cái nhân vật lên. Ví dụ ở đây nó sẽ cho anh em ESR cộng ở khoảng tầm 80 vé gacha hay sao nó cho ESR cộng. Thì đầu tiên là anh em cứ tích vào và dồn vào ESR cộng. Tuy thế thì những cái nhân vật ESR nào mà anh em gacha đã được trùng nhiều mà nâng lên được sao cao ấy thì anh em cũng sẽ ưu tiên nâng cấp những cái nhân vật đó. Và khi mà chúng ta xác định dồn vào nhân vật nào thì chúng ta cũng sẽ lên tính cho mình thêm cái phần đó là liên kích nữa. À, nó là liên kết nhân vật em nhé. Những cái nhân vật nào mà có nhiều cái liên kết, mở được nhiều cái liên kết thì anh em cũng có thể là ưu tiên nhân vật đó, tại vì là nó sẽ mở thêm rất là nhiều những cái chỉ số nữa. Đấy, nên là anh em có thể là ưu tiên những cái nhân vật có nhiều những cái mở được cái liên kết với nhau. Đấy, ba cái yếu tố để mà anh em có xác định là nên dồn vào nhân vật nào. Ở đây thì mình dồn vào nhân vật ESR cộng, ngoài ra thì mình cũng sẽ dồn vào cái nhân vật Sasuke này nữa, tại vì là Sasuke này nó đang có những cái sự kiện và hoạt động nó cho anh em có thể là nâng cấp lên ESR cộng. Những cái sự kiện của nó rất là ngon anh em nha, để mà có thể là nâng cấp Sasuke lên mình cũng sẽ dồn Sasuke khá là nhiều. Ngoài ra thì một nhân vật nữa đó là Vegeta, nó cũng sẽ có những cái sự kiện và hoạt động để mà giúp anh em có thể là nâng cấp lên ESR cộng. Nên anh em có thể là dồn vào những cái nhân vật đó. Lưu ý thêm là em cứ thoải mái mà nâng cấp con game này các cái nhân vật, tại vì là game nó sẽ có tính năng đó là reset nhân vật. Đấy, nó sẽ có tính năng reset nhân vật em nha, nên em có thể là thoải mái mà nâng cấp. Khi nào chán thì em có thể là reset nhân vật đó để mà dồn vào nhân vật khác. Ở đây thì nó sẽ trả cho anh em toàn bộ những cái vật phẩm nâng cấp nhân vật.
Đấy, nên là cứ thoải mái tự do nâng cấp thôi, không phải lo cái gì hết. Mỗi một nhân vật thì nó sẽ có những cái vai trò riêng, ví dụ như là tanker, ví dụ như là đấu sĩ, ví dụ như là hỗ trợ các thứ. Thì anh em sẽ phải cho vào đội hình anh em những cái nhân vật nó phù hợp nhất. Một tank hoặc hai tank trong đội hình thì nó sẽ giúp anh em trâu bò hơn. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái nhân vật đấu sĩ để mà tăng cái sức mạnh. Đấy, mỗi một vai trò thì nó sẽ có những cái hỗ trợ khác nhau cho đội hình của anh em, nên là anh em phải cho nó phù hợp, chứ đừng có cho full toàn bộ những cái nhân vật đấu sĩ, toàn bộ những cái nhân vật sát thương vào cái đội hình của anh em, thì khi đó là nó sẽ chống chịu kém và đi ải của anh em thì nó sẽ không được 3 sao. Tại vì là có cái yêu cầu của nó là không được chết vài người, không được chết bao nhiêu người thì mới có thể là nhận được full sao ấy. Nên là đội hình có tank và có hỗ trợ thì nó sẽ giúp anh em đi ải rất là dễ dàng. Về phần trang bị của nhân vật nó cũng tương tự như vậy thôi. Anh em lên dồn vào những cái nhân vật mà anh em xác định là có thể nâng cấp được và mạnh. Hiện tại với rất là đầu như thế này thì anh em nên tập trung vào những cái nhân vật có cái khả năng nâng cấp lên được cái phẩm cao và sao cao, nhất là những cái nhân vật khi mà chúng ta gacha ra trùng nhiều. Đấy, và những cái nhân vật có những cái sự kiện để mà nhận quà. Đây này, ví dụ nó cho anh em ở đây là rất là nhiều mảnh của Sasuke, nên anh em có thể là nâng cấp Sasuke lên R cộng đó. Ngoài ra thì ở trong phần ải của chúng ta thì nó cũng sẽ cho thêm nhân vật nữa, đó là Sana. Đấy, cho nhân vật Sana này rất là nhiều mảnh, anh em cũng có thể là nâng cấp nhân vật Sana này lên được cái sao cao nha. Tuy thế thì ở đây mới đang có 3 sao này, mình chưa mới nâng cấp anh ạ. Tại vì là khi mà chúng ta nâng cấp một cái nhân vật lên sao ấy thì chúng ta sẽ cần phải có hai lần gacha ra trùng thì chúng ta có thể nâng sao là được, chứ không phải là một lần gacha một phát là nó cho anh em nâng sao đâu. Đấy, con này nó hơi tốn mảnh một tí anh em nha. Anh em nhớ là hoàn thành cho mình full cái nhiệm vụ ngày. Tại vì sao? Tại vì cái nhiệm vụ ngày thì 120 điểm này nó cho anh em điểm VIP đấy này. Anh em có thể là nâng cấp free lên VIP. Nên là anh em bắt buộc phải làm full cho mình cái nhiệm vụ hàng ngày của con game này. Hình như là lên level 30 thì chúng ta có thể là sử dụng những cái viên ngọc này để mà ép cho nhân vật đây này. Nó giống hệt như quyền vương chiến vậy. Cũng có những cái viên ngọc để mà ép cho nhân vật. Nói chung là cái đấy thì khi nào mở và ra thì mình sẽ có cái video sau. Hiện tại bây giờ thì những cái ngày đầu thì chúng ta sẽ chỉ có ở những cái level như vậy và có những cái tính năng nâng cấp như vậy thôi, chứ không còn nhiều. À, cái phần đấu trường nha, nhớ là phải vào đánh đấu trường cho mình. Tại vì là đánh đấu trường ở đây thì nó sẽ có những cái phần quà cho anh em rất nhiều, đặc biệt là kim cương, vàng và những cái viên đá để mà nâng cái sao lên cho trang bị ấy. Cho anh em rất nhiều luôn. Ở những cái ngày đầu ấy, chúng ta có thể là dễ dàng mà lên được cái rank cao. Cố gắng là nâng cấp đi đi, đi neo cho mình cái rank cao nhất để mà nhận cho mình những cái phần quà của con game này. Đấy, phần đấu trường nó cho quà ngon mà anh em, tham gia luôn cho mình. À, trong cái phần gui này nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái hay nha. Gui ở trong quyền vương chiến nó giống như nào thì nó cũng tương tự như ở trong con game này. Đấy, hiện tại thì gui slot nó nhanh hết lắm, nên là ở server mới nhanh hết lắm, nên là mình chưa vào được gui rất là tiếc. Rồi bớt 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 một tí thì chúng ta mới có thể là vào gui được. Gui rất là nhiều cái ngon, nâng được chiến với lại nhận mảnh nhân vật rất là ngon em ạ. Để mà mở được một cái gui chúng ta sẽ cần phải có cái VIP. VIP 3 của nó thì nó mới cho anh em mở gui, cho anh em tự tạo gui. À, cái phần friend của con game này, cái phần bạn bè á, anh em cố gắng là đi kết bạn cho mình nhiều vào. Cứ kết bạn cho mình, anh em cứ kết bạn này, sau đó thì reset bạn bè để mà mở thêm slot kết bạn mới. Và khi mà chúng ta có được bạn bè, chúng ta có thể là nhận được cái thể lực người ta cho, tặng người ta thể lực. Đấy, cái thể lực để mà giúp anh em đi ải đấy. Nên anh em có thể là kết bạn full cho mình cái phần bạn bè nha. À, ở trong cái phần shop này nữa, nó có cái shop bán bằng vàng này này. Em có thể là mua những cái quyển sách nâng cấp cái phẩm nhân vật bằng vàng. Bằng vàng thì anh em mua nha, chứ anh em đừng mua bằng kim cương nha. Có vàng là mua, những cái mảnh của nhân vật thì toàn là đồ rởm thôi. Nên là nếu mà mua được thì mua, không mua được thì đừng có mua. Ở đây thì chúng ta tập trung có thể là mua cho mình những cái viên đá để mà lâng cái phẩm mà kiểu kiểu như vậy, update cái gì đó. Cái là hai cái viên đá này cần anh em này. Với lại những cái quyển sách để mà lâng phẩm thì em có thể là sử dụng nó để mua nha. Còn những cái vật phẩm khác, ví dụ như là đấu trường gui này chẳng hạn, thì cái này chúng ta hiện tại ở những cái ngày đầu thì chưa thể nào mà tích được nhiều, nên là chúng ta cứ để đó thôi. Chưa thích được nhiều nên là cũng chưa biết mua cái gì, nên là cứ để đó anh em nhé, để những cái ngày sau ra cần cái gì chúng ta mua cái đó thôi anh em nhé. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile,
Anh em hãy tải ngay Gear Potter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Lưu ý thêm ở trong cái phần túi này nữa. Cái phần túi này thì nó sẽ có những cái rương, ví dụ như là những cái rương mở ra thì nó sẽ có những cái quyển để mà nâng cấp cái phẩm nhân vật ấy. Thì cái quyển này, cái rương này thì anh em nên tích vào khi nào mà chúng ta nâng lên phẩm tím hay là phẩm cam ấy, chúng ta mở thì nó sẽ ra được những cái mảnh, những cái quyển phẩm đó anh em nhé. Chứ hiện tại bây giờ thì cái phẩm xanh ra trời, những cái phẩm xanh dễ kiếm ấy, khi mà chúng ta mở ra thì nó chỉ ra những cái phẩm đó thôi. Thì chúng ta sẽ rất là tiếc, nên là anh em chờ những cái phẩm và những cái nhân vật mà anh em đã nâng cấp lên phẩm tím với phẩm cam ấy, thì anh em sẽ mở cái rương này thì nó sẽ ra được những cái phẩm đó hơn. Những cái phẩm cam và phẩm tím thì khi mà chúng ta đi quét thì nó sẽ khó ra hơn, tốn hơn anh em nhé. Cứ tích cái rương này cho mình, không phải vội mở ra làm gì cả. Một cái tính năng đó là offline nhận quà. Ở đây thì anh em nhớ là phải vào nhận cho mình, không lại quên béng rồi nhá. Để đó nó đầy quá rồi, đến lúc là nó không tích được nữa là phí. Đấy, nhận cho mình, sau đó thì đánh cái phần này cho mình nhá. Cái phần này thì sẽ giúp anh em có thể là tìm những cái nhiệm vụ để mà dùng cái điểm để mà làm cái hoạt động đó, giúp anh em nhận được cái quà của nó anh em nhé. Đừng quên cái phần này. Nhiều anh em thì sẽ quên đấy, tại vì là nó không báo cái gì hết, nên nhiều anh em sẽ không để ý. Và khi mà không để ý thì chúng ta sẽ rất là phí điểm. Mình vừa nãy mình vào đây mình reset rồi, mình nhận các thứ quên thì chưa dùng cái điểm của nó này. Đấy, những cái phẩm tím và phẩm cam thì dùng thôi. Đấy, những cái phẩm tím và phẩm cam thì dùng nha. Cứ reset cho mình để mà kiếm những cái nhiệm vụ khó khó tí. Rồi đó nó có thể là đấu. Ở cái phần quick battle này cũng phải đánh cho mình nha. Một ngày thì nó sẽ cho anh em 3 lần. Một lần đầu tiên thì nó sẽ free, còn lần thứ hai thì sẽ tốn 50 kim cương, và lần thứ ba là tốn 100 kim cương thì phải. Đấy, cái này thì cũng phải đánh hết cho mình anh em nhé. Đánh hết cho mình luôn đấy. Nhớ là phải chỉnh lại cái đội hình của anh em trước khi mà anh em đi đấu nhá. Rồi, vậy thôi. Toàn bộ cái video về hướng dẫn cách chơi ở những cái ngày đầu tiên của con game này. Còn thắc mắc ở đâu thì hãy comment bên dưới để mà chúng ta có thể là bàn luận và chơi con game này tốt hơn, nâng cấp sức mạnh, nâng cấp đội hình và nâng cấp phần nhân vật của chúng ta tốt hơn. Rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối video này và chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.